Nghị định 75 năm 2023 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 3 tháng 12 năm 2023, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 146 năm 2018, hướng dẫn luật bảo hiểm y tế, trong đó có một số điểm mới sau đây. Bổ sung đối tượng được ngân sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế. Khoản 2, điều 1, Nghị định 75 đã sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến các đối tượng thuộc nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế. Theo đó, bổ sung mới, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Thêm hai đối tượng được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 3, điều 12 luật bảo hiểm y tế.